Thưa quý vị, kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 đã kết thúc, người dân cũng đã quay trở lại với công việc. Thế nhưng, nếu phải ngồi tính toán lại cho kỳ nghỉ lễ vừa rồi, hẳn không ít quý vị sẽ có chút giật mình về khoản tiền đã bỏ ra cho toàn bộ kỳ nghỉ. Không chỉ là câu chuyện ăn gì, chơi ở đâu, mà chi phí đi lại, vé máy bay đắt đỏ trong dịp lễ cũng là khoản chi khiến nhiều người đau đầu. Để tránh tình trạng giá vé máy bay của các hãng hàng không nội địa tăng cao, ảnh hưởng trực tiếp nhu cầu đi lại của người dân, nhất là dịp cao điểm như nghỉ lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 vừa qua. Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải là ông Nguyễn Văn Thắng mới đây đã có yêu cầu Cục Hàng không khẩn trương kiểm tra ngay việc kê khai minh bạch thông tin giá vé máy bay. Trường hợp phát hiện bất thường, kịp thời chỉ đạo, chấn chỉnh và xử lý ngay vi phạm theo thẩm quyền, đồng thời tổ chức thanh tra, kiểm tra công tác bán vé, thực hiện kê khai, niêm yết giá của các hãng hàng không, tuyệt đối không để tình trạng tăng giá vé trái quy định. Như báo Thanh Niên đã phản ánh, trong dịp lễ vừa qua, chặng bay từ Hà Nội đi Nha Trang thuộc tỉnh Khánh Hòa, ngày 28 tháng 4, Vietnam Airlines bán giá thấp nhất, chặng phổ thông từ 5,5 đến 6,3 triệu đồng một vé một chiều, hai chặng bay nối chuyến qua thành phố Hồ Chí Minh. Tức là nếu bay khứ hồi dịp lễ tới Nha Trang, hành khách sẽ tốn từ 11 đến 13 triệu đồng một người. Thậm chí chặng bay Hà Nội Quy Nhơn Bình Định của Vietnam Airlines ngày 27 tháng 4, giá vé chặng phổ thông đang được bán với mức hơn 6,1 triệu đồng một người bay hai chặng. Ngày 28 tháng 4 giá vé có rẻ hơn nhưng cũng từ 4,1 đến 5,4 triệu đồng một người một chiều chặng phổ thông. Thấp hơn Vietnam Airlines, giá vé Vietjet cho chặng bay tương tự từ Hà Nội đi Nha Trang từ 3,5 đến 4,2 triệu đồng một vé một chiều. Tuy nhiên, với chặng bay Hà Nội Quy Nhơn, hãng này đã hết vé ngày 27 tháng 4. Các ngày còn lại giá vé phổ thông từ 2,9 đến 3,7 triệu đồng cả thuế phí. Đáng chú ý, dù giá vé tăng, song các sân bay trực thuộc Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam, ACV vẫn đón gần 1,8 triệu hành khách trong giai đoạn phục vụ cao điểm lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 vừa qua. Theo đó, trong giai đoạn nghỉ lễ từ ngày 26 tháng 4 đến ngày 1 tháng 5, tổng sản lượng khai thác trên các sân bay ghi nhận là 11.039 lượt cất, hạ cánh. Trong đó, sản lượng khai thác quốc tế đạt 4.118 lượt, tăng 17,19% so với cùng kỳ năm 2023. Trong số gần 1,8 triệu hành khách có 667.631 khách quốc tế, tăng 31,16% so với cùng kỳ năm 2023. Đáng chú ý, sản lượng hàng hóa thông qua các cảng hàng không cũng ghi nhận sự tăng trưởng ở cả nội địa và quốc tế, lần lượt đạt hơn 7.300 tấn, tăng hơn 18,8% và hơn 13.900 tấn, tăng hơn 7,6% so với cùng kỳ năm 2023. Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin liên quan cùng các tin tức mới nhất tại địa chỉ thanhniên.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị đón theo dõi. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.